liên quan đến việc kiểm soát tình trạng không ít doanh nghiệp lợi dụng việc chuyển nhượng dự án để trục lợi. Trong đó, có cả những dự án đã được thế chấp làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tín dụng, không loại trừ các khoản nợ xấu ngân hàng. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa gửi kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp kiểm soát việc này. Theo đó, HORIA cho rằng phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, nhà thầu công trình BT được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng. Đồng thời, thực hiện phổ biến phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu rộng rãi quốc tế, chỉ thực hiện phương thức chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu BT được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng khi đáp ứng điều kiện quy định trường hợp chỉ định thầu theo quy định của luật đấu thầu. Cần bổ sung chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất vào luật đất đai và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của luật đấu thầu để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và chặt chẽ.